một người hâm mộ của đội Yankees có biệt danh là chàng trai áo neon, đã bị cấm vào sân vận động mà anh ta yêu thích suốt đời vì liên tục đi lên khu vực đắt nhất mà không có vé. Anh ta đã trở nên nổi tiếng vì lúc nào cũng mặc chiếc áo màu neon và có vị trí đẹp nhất để lọt vào ống kính. Anh ta sẽ in các dòng chữ hài hước hoặc cổ vũ vào áo phông, chẳng hạn như "Don't boo Stanton" để cổ vũ Giancarlo Stanton. Chu đáo chưa kìa. Hành vi của chàng trai áo neon chắc chắn sẽ khiến anh bị cấm vào sân vận động. Dù thực tế không dễ như mọi người tưởng, nếu vì một lý do nào đó bạn muốn có trải nghiệm ấy, bạn phải gây sốc cho ban quản lý của sân vận động. Một phương án là tham gia hoặc khơi mào một cuộc ẩu đả, hoặc bạn có thể chạy vào sân. Bạn cũng có thể mua nhiều vé trực tuyến, sau đó bán lại với giá cao ngất ngưỡng cho những người hâm mộ khác. Mang pháo sáng hoặc pháo hoa đến sân vận động, la hét tục tiểu hoặc ném đồ vật xuống sân cũng sẽ khiến bạn không bao giờ được gặp trực tiếp đội yêu thích của mình nữa. Bạn thấy đấy, hầu hết các đội đều có quyền tự do quyết định xem ai có thể ở lại và ai phải ra đi. Vì vậy, không có danh sách chung nào về các hành vi dẫn đến lệnh cấm. Đôi khi, nó dẫn đến những tình huống thú vị. Một người hâm mộ có thể bị cấm tham gia tất cả các sự kiện tại một sân vận động nhất định, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Ai đó cũng có thể bị cấm vào sân nhà của đội yêu thích, nhưng vẫn được xem họ thi đấu ở sân khác. Vào năm 2015, NFL đã chính thức cấm những người hâm mộ không được chào đón tại sân nhà, không được theo dõi đội ở nơi khác. Những người hâm mộ bị bắt quả tang đang làm điều gì đó vi phạm quy định sẽ được đưa đến một khu vực riêng. Ở đó, họ ký một hợp đồng, khẳng định rằng họ đồng ý với lệnh cấm trước khi bị trục xuất. Đây là một phần quan trọng trong quy trình, vì hợp đồng này sau đó có thể được sử dụng tại tòa án nếu cổ động viên om sòm ấy cố lẻn trở lại sân vận động. Một số sân vận động còn chụp ảnh cổ động viên vi phạm cầm hợp đồng để khiến họ cảm thấy tội lỗi hơn, và cũng để đưa ảnh cho nhân viên bảo vệ. Ấy vậy mà cũng không ngăn được một số cổ động viên tràn vào sân. Vào năm 2011, Havana and Waterloo chơi với Dorchester. Người hâm mộ của cả hai câu lạc bộ bóng đá của anh này đã chứng kiến một anh chàng chạy vào sân. Anh ta mặc bikini nam, đội tóc giả và chạy lung tung cho đến khi bị huấn luyện viên cầu thủ Ashley Vickers của Dorchester đè xuống đất. Thay vì nghe lời cảm ơn cho việc tốt, Vickers lại phải nhận một thẻ đỏ. Điều này khiến anh rất bất ngờ. Một người hâm mộ khác có biệt danh là Jimmy Jones trở thành người nổi tiếng toàn thế giới vì đã tham gia vài sự kiện lớn, từ cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu đến giải công thức 1 và UEFA. Tổng số tiền phạt anh ta phải trả là hơn 200.000 đô. Tại trận chung kết UEFA Euro năm 2004, anh ta đã ném một lá cờ của FC Barcelona vào đội trưởng của đội Bồ Đào Nha, người đã rời câu lạc bộ để chơi cho đối thủ chính của họ ngay trước trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới năm 2010 ở Nam Phi. Jimmy Chum đã chạy ra sân và cố gắng đội Paretina, một chiếc mũ truyền thống của Địa Trung Hải, lên chiếc cúp. Bảo vệ đã ngăn anh ta lại. Việc bắt một cổ động viên gây náo động và áp lệnh cấm khá dễ dàng, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Ta không có số liệu thống kê chính thức về số lượng cổ động viên bị cấm, nhưng vẫn tìm cách vào sân vận động. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh, việc này không phải là không thể. Một số người hâm mộ bị cấm đã dùng thẻ của bạn bè để mua vé. Trong trường hợp này, bạn bè của họ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu người bị cấm kia bị bắt. Họ cũng có thể ngụy trang để che mặt và lẻn vào. Bảo vệ của sân vận động có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu về những người đó. Nhưng một khi có đám đông xô đẩy nhau qua cổng, họ sẽ tập trung vào việc ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng hơn là chơi trò trốn tìm với một đám côn đồ. Để giải quyết vấn đề, các sân vận động có thể tiến hành kiểm tra chéo trên tất cả các thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán vé, nhằm cấm những người bị cấm nhưng nhờ bạn bè mua vé. Thứ hai, công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng có ích. Các chuyên gia an ninh sân vận động tin rằng phải vài năm nữa, công nghệ này mới được áp dụng phổ biến vì hiện nó siêu đắt. Nhưng cho đến nay, tại các sân bay, buổi hòa nhạc và những nơi công cộng khác, nó rất hiệu quả trong việc phát hiện những kẻ xâm nhập đáng ngờ.
Giờ đây, công nghệ này đang được áp dụng trong một số sân vận động lớn, làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư. Về mặt tích cực, bạn có thể đi vào bên trong khán đài mà không cần xuất trình vé vì camera biết chính xác bạn là ai. Bạn cũng không cần rút thẻ ra để trả tiền cho một chiếc hot dog. Camera sẽ nhận ra bạn và đưa tiền vào tài khoản của bạn. Sau trận đấu, hệ thống sẽ không lưu trữ thông tin về khách hàng thông thường mà loại ra những kẻ xâm nhập. Một số sân vận động bóng đá lớn ở Mỹ thuê chuột chuỗi hay nhân viên an ninh ngầm ở khán đài ngoài trời nhằm để mắt và phát hiện những người cố gắng luồn lách qua lệnh cấm. Đôi khi, họ mặc áo thể thao của đội đối thủ để ít bị nghi ngờ hơn. Nhưng camera hay vệ sĩ chẳng có tác dụng gì với những kẻ xâm phạm sân này, động vật. Thỉnh thoảng, chó và mèo xuất hiện một cách hoành tráng, cộng thêm thời gian cho trận đấu. Sóc và chim thì còn độc lạ hơn. Có lần, một con chuồn Mathen nâu chạy vào sân trong trận đấu Swiss Super League, giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ. Con vật gây ra sự hỗn loạn và cắn hậu vệ câu lạc bộ Zurich, Loris Benito. Người duy nhất ngăn được con chuồn là thủ môn đeo găng cũng thuộc câu lạc bộ Zurich. Trận chung kết Euro 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha ở ngoại ô Paris sẽ không đi vào lịch sử như một trận bóng hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, tất cả những người có mặt tại đó và hàng triệu người theo dõi trực tuyến sẽ nhớ hàng nghìn con bướm đêm đã xâm chiếm sân vận động trước khi trận đấu bắt đầu. Nhân viên mặt đất đã phạm sai lầm khi để đèn pha bật qua đêm. Đèn đã thu hút một lượng lớn bướm đêm, phủ kín sân, khán đài và bảng quảng cáo. Chúng thậm chí còn dám tấn công Cristiano Ronaldo. Vậy, giả sử bạn thuyết phục được bạn mình mua vé và lẻn qua bảo vệ bằng bộ rim mép giả, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu bạn bị bắt là gì? Mỗi sân vận động và giải đấu thể thao có các quy tắc riêng về những việc cần làm. NFL khá nghiêm khắc về vấn đề này. Vì vậy, nếu bạn bị trục xuất và bị cấm ở một trong các sân vận động của họ, thì bạn cũng bị cấm vào tất cả các sân vận động khác. Các sân vận động của giải bóng chày nhà nghề Mỹ thường ban hành lệnh cấm nhiều năm. Đôi khi các lệnh cấm là vô thời hạn hoặc kéo dài suốt đời. Sau đó, họ sẽ cho bạn vào lại. Không, đùa thôi. Ở giải ngoại hạng Anh, cổ động viên lao xuống sân, mang pháo sáng vào sân hoặc làm những việc tương tự, tuy không bị phạt tù nhưng có thể phải chịu lệnh cấm xem bóng đá. Nếu vi phạm lệnh này, họ có thể phải nhận án tù 6 tháng. Trong những trường hợp cực đoan, lệnh cấm kéo dài tới 10 năm, tức là bạn không thể vào bất kỳ sân vận động bóng đá nào ở Vương quốc Anh và không thể tới xem trận đấu nào của đội tuyển quốc gia, ngay cả khi chúng diễn ra ở nước ngoài. Đôi khi những người hâm mộ quá khích còn bị tạm tịch thu hộ chiếu. Điều này đã xảy ra với hơn 1.300 cổ động viên từ Anh và Wales trước World Cup ở Qatar. Và dù bạn sống ở quốc gia nào, dẫu cho bạn cư xử đúng mực khi lẻn vào sân vận động sau khi bị cấm, bạn vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc xâm phạm. Những người tái phạm thường phải chịu các khoản nặng hoặc bị kiện. Trong lịch sử NFL, ít nhất đã có một cuộc xâm phạm trong sân không bị xử phạt. Trận tranh chức vô địch năm 1958 diễn ra giữa Baltimore Colts và New York Giants tại sân vận động Yankee. Đám đông 68 người hâm mộ đã hơi quá khích. Bằng cách nào đó, họ đã ngắt kết nối cáp phát sóng của đài NBC. Trận đấu sắp kết thúc, vì vậy họ phải nhanh chóng đưa ra giải pháp. Vậy là NBC đã cử trưởng phòng kinh doanh, người làm công việc thống kê vào ngày diễn ra các trận đấu, chạy lên chạy xuống sân sau khi hết giờ. Cảnh sát đã đuổi theo anh ta một lúc. Điều đó giúp cho NBC có thêm thời gian lưu chương trình phát sóng, chỉ bỏ lỡ lần phát bóng đầu tiên khi hết giờ. Đến nay, nó trở thành trận đấu tranh giải NFL đầu tiên và duy nhất kết thúc trong thời gian bù giờ.